Ê, đang chờ xe tới ra sân bay nha cả nhà. Hôm nay đi Phú Quốc nha. Đó, vào phương đứng đó. Hai cả nhà. Hôm nay gia đình Phương đi chơi Phú Quốc nha cả nhà. À, đang chờ xe tới đón ra sân bay nha cả nhà. Đây xe sắp tới rồi. Đây. Hành lý, hai cái vali và một cái ba lô nha cả nhà. Đang đứng chờ xe tới. Rồi xe tới cả nhà ơi, lên xe thôi. Mình sẽ đi lên sân bay nha cả nhà. À, sân bay thẳng tiến. Hôm nay chuyến bay của mình là 11 giờ 15 cất cánh nha cả nhà. Bây giờ tầm khoảng gần 10 giờ rồi. Đang ra sân bay. Đây đang đợi trong quầy check-in gửi hành lý nha cả nhà, tới sân bay rồi. Chuyến bay của mình khởi hành lúc 10 giờ 55 phút Phú Quốc nha. Đây, sân bay hôm nay cũng vắng thôi chứ không có đông nha cả nhà. Vô trong và chuẩn bị lên máy bay nha cả nhà. Lên qua nhà và chiếc trước. Quay rồi. Làm sao thoát được? Đi trên này khỏi đi xe buýt nha nha. Vô cái hầm đi thẳng ra máy bay luôn, khỏi ra xe buýt. Khỏe. Đấy, vô hầm thẳng luôn. Đây. Hello cả nhà. 6 giờ 18 giờ làm vậy đi, dạ vâng, 2 giờ bay. Đồ đạc đi nha. Trời ơi trời. Em ơi, nó đi này, hai anh em đi. Máy bay à, bên xe bên phải đấy, bên phải thì ghế dưới hoặc hành lý ạ. Em chính ở dưới luôn. Gần tới rồi nè. Đó nè. 29. Qua hết luôn mấy má. Chứ
Quốc rồi nha cả nhà, ở dưới đó Đảo Ngọc Phú Quốc đó, đẹp không, nhìn từ trên cao xuống rồi nha, bay qua rồi. Đây, tới Phú Quốc rồi nè mọi người ơi. À, mới xuống sân bay nha. Đây, đang chờ xe nha. Đây, bây giờ book taxi về Range Rover nha cả nhà. Gió, mà đây rất còn nắng luôn, bây giờ khoảng 12 giờ trưa nha cả nhà. Rồi, book có xe này cả nhà, lên xe về Range Rover. Lên. Này sân bay này khách xuống đi du lịch cũng đông lắm nha nha. Trời khá là nắng, khá là trong xanh, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Hai cả nhà, mình tới Range Rover này nha cả nhà, ở phía sau này ha, này là cái dòng sông Vinci nha. À, quay một vòng cho cô chú tìm xem, rất là đẹp luôn. Mình nhóm mình thử cái khu trên dòng sông này luôn nha cả nhà, này quay một vòng này nha. Không biết chiều có đông không, hiện tại thì vẫn thấy đang buổi trưa đó, mới vừa tới đây thôi, khoảng 2 giờ trưa. Thấy cũng khá là vắng nữa cả nhà. Đẹp không? Ở đây thì hai bên dòng sông này người ta bán nước với bán đồ ăn á, và chim ở khách sạn cho thuê luôn đó nha. Này dọc dọc mấy cái đường này nè. Đây là khách sạn cho thuê không á. Ở đây có thuê xe điện nữa nha, à, xe điện thuê hồi nãy hỏi ở chỗ khách sạn luôn thì nó nói là 80.000 một giờ thuê xe điện nè, à, cái xe điện nhỏ nhỏ này nè. Đây cái chỗ khách sạn của mình thuê đây nha, Vinci Homestay nha, ở trên lầu đó nha, thuê đây 3 phòng. Đây hai bên, bên nào cũng đẹp đó nha, đã không? Ở đây thì 650 một đêm, một giường. Chiều ở khu này có nhiều tiết mục lắm. Bây giờ trưa rồi, người ta nghỉ trưa nhiều quá, không có tiết mục gì hết. Đẹp luôn á, hai bên đường. Đây xong ha, chiều mình có đi thuyền nữa. Nước rất là xanh luôn đó nha. Có cá nữa, nhỏ nhỏ.